Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube của anh Phan và TK, cuộc sống tại Canada. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đạp xe đạp đi dạo một vòng và ngắm cảnh các bạn nhé. Anh Phan làm việc tại một tổ chức phi lợi nhuận. Gần đây tổ chức của anh Phan có dự án giúp đỡ các bé gái tại châu Phi để cho các bé có thể được đến trường, có thể có được sự giáo dục tốt thay vì phải lấy chồng khi còn vị thành niên. Các bạn có thể xem video anh Phan quay tại Niger nói về những vấn đề mà các bé gái bên đó đang phải đối diện và những phương cách mà tổ chức của anh Phan là Atra Canada đang giúp đỡ. Điều này sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về những công việc hàng ngày của anh Phan. Ngoài những lúc anh Phan giúp TK trong việc làm các bài học cho YouTube Study English with Us. Trong tháng 6 năm 2020, Atra Canada đang có chương trình gây quỹ cho dự án này bằng cách đạp xe đạp cho quãng đường dài 15 cây số và kêu gọi các người quen bạn bè của mình ủng hộ tài chính. Cùng nhau chúng ta giúp đỡ các bé gái đang trong hoàn cảnh không được may mắn như chúng ta. Gia đình của anh Phan và TK quyết định sẽ cùng tham gia và đạp xe vì mục đích tốt này. Các con của TK cũng hay chạy xe đạp lòng vòng quanh sân, nhưng chưa bao giờ đi đường dài 15 cây số hết. Vậy mà hai đứa nhỏ chạy ào ào, hết 15 cây số vẫn không có một chút mệt mỏi nào. Hôm nay là một ngày đẹp trời, chúng tôi tìm thấy một con đường dành cho xe đạp dọc theo biển hồ Ontario. Những cơn gió mát từ dưới hồ, những rặng cây xanh mướt, mùi hoa thơm ngát dọc ven đường và tiếng chim hót líu lo suốt chặng đường làm chuyến đi trở nên cực kỳ dễ chịu và thoải mái. Joshua là thành viên nhỏ nhất trong nhóm và làm việc cực nhọc nhất vì xe của Joshua bé tí và không có số để điều chỉnh. Nhưng tất cả những điều đó không mảy may làm cho Joshua nao lòng. Một buổi sáng thật thoải mái và ý nghĩa. Anh Phan tự đưa kế hoạch là 500 đô cho đợt gây quỹ này và sau 5 ngày chúng tôi đã nhận được 370 đô. Đích đến không còn xa. Hy vọng chúng tôi có thể nhận được nhiều sự ủng hộ để giúp các bé gái bên châu Phi có được một cuộc sống lẽ ra các bé nên có. Đạp xe đạp là một môn thể thao rất tốt cho sức khỏe và tinh thần của chúng ta. Albert Einstein đã nói, "Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving." Có nghĩa là cuộc sống cũng giống như việc chạy xe đạp. Để có thể giữ được thăng bằng, bạn cần phải tiếp tục đạp. Mỗi vòng đạp sẽ đưa chúng ta đi xa hơn đến những địa điểm mới. Sẽ có lúc mệt mỏi, nhưng phần thưởng và kết quả sẽ thật là xứng đáng. Có những hành động thật nhỏ bé của chúng ta, nếu đi kèm với mục đích tốt, sẽ giúp làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Mỗi ngày chúng ta cố gắng làm những việc tốt, tốt cho bản thân mình, gia đình mình, cho mọi người xung quanh, cho cộng đồng và cho cuộc sống tốt đẹp hơn các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật an yên. Suốt mùa hè này chúng tôi sẽ có những chuyến xe đạp sẽ giới thiệu cho các bạn những khung cảnh mới. Nếu các bạn cũng thích chạy xe đạp, hãy chia sẻ những hình ảnh của các bạn với gia đình của anh Phan và TK nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.
heard about summer snow. When it falls on you, the blood runs cold. Don't you sweat the pretty skin, 'cause it melts away for its sins. And you dream about this very night, when the moon runs down the summer sky. Ever feel like going back when nothing seemed to be a drag? You ran until your legs gave way, then you cried and got back up again. And it's real to think that I could fly across a broken bridge in the fading light. Never thought ahead of my 2 feet. Never had a care in the world, you see. Have you heard from the sky all about it? Down the river, high tide flows around it. Through the whispers of pines, I hear them sing. The more you love, the more you live. Do 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 do.